Hello ba con cô bác, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mơ Sướng Channel. Đấy, vui vẻ thôi thì lâu tiếng của clip này thì mình xin chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một siêu phẩm, đó chính là Batman không cho xạ thủ chơi game các bạn nhá. Đấy, thì nối tiếp với những cái clip nãy hôm qua của mình thì xảy ra một ngày công chiếu thì mình đã kiếm được 16.000 view và 1.200 like, một con số nó rất là khiêm tốn. Tối dù sao như vậy mình phải chấp nhận mà các bạn, bỏ bế các bạn một năm rồi, bây giờ các bạn ủng hộ cho mình như vậy là tuyệt vời. Hy vọng với một siêu phẩm này thì hy vọng tất cả các bạn hãy tặng cho Lao cho mình một ít comment và cho mình tầm khoảng 3k like clip này, không biết có được không anh em nha. Rồi, để một clip siêu phẩm Batman không cho xạ thủ chơi game thì chắc chắn thôi sẽ là một cái gì đấy các bạn không nên bắt chước, và chúng ta sẽ làm việc theo một cách gì đấy nó thật lạc quan. Và trước tiên thì mình xin lỗi xạ thủ trước, team địch là có thằng La Vi các bạn nhá. Thì La Vi là một vị tướng, nó dung chiêu hai khắc chế được Batman, nó rất khó đánh. Thì trận đấu này mình sẽ có làm được gì hay không? Hiện tại thì mình chưa lên level 3-4 các bạn này, và thằng La Vi nó mình đang thèm nó lắm rồi, nhìn nó thèm lém lém các bạn đã thèm nhỏ hết cả nước miếng thế này. Ui dồi, quả này mà nó đá đây, mình dùng chiêu 2, chiêu 1, mình đập một cái là chết các bạn ạ. Nhưng làm thế nào để dùng được chiêu đầy nó mình mới một cái điều bài toán nán giải các bạn nhé. Mình chắc chắn rằng sẽ ké xạ thủ thôi, cho nên mình sẽ phải chờ. Ra đây, đây rồi, bắt mán chiêu 3, đây rồi, đây. Ôi dồi, ui dồi, trật. Nhưng mà vẫn đủ đám các bạn ạ. Tao thể tao chan, thật bắt cái phá là combo kia. Mù hết cả mắt các bạn ạ, thề khổ thật, thật rát các bạn này. Bây giờ các bạn nhá, thằng La Vi là cái điều đối với mình là quan trọng nhất, còn tất cả những cái khác có hay không là không quan trọng. Thì bây giờ để mà mình bắt được nó thì theo mình ấy thì mình phải khoảng thời gian tầm khoảng level 8, level 7 là cái khoảng thời gian mình sẽ bắt thằng La Vi nhiều nhất. Và cái trận đấu này thì mình sẽ cho các bạn không biết đấy có phải gọi là một trận đấu hướng dẫn hay không, nhưng để mà hướng dẫn các bạn thì mình khuyến các bạn không nên chơi một trận đấu Batman cho xạ thủ chơi game vì rất dễ bị lật keo. Tiếp theo chiêu 3 các bạn này, mình sẽ kéo La Vi. Đây, em ơi, chiêu 2 nào, đây, em ơi, level 3 chết em rồi, được chạy rồi, chết tách bình rồi. Hai mạng các bạn nhá. Ở phút thứ 2 thì mình đã có cho mình là hai mạng La Vi rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về và phá một vòng rừng các bạn nhá. Thì nói chung bản La Vi vẫn chưa biết gì đâu, vẫn chưa biết cái chuyện gì xảy ra đâu, vẫn chưa biết được là mình sẽ một cái gì đấy là không cho nó chơi game đâu. Đấy, nhưng mà trước tiên cho mình xin lỗi bạn La Vi nhá. Mình không cố ý, không cố tình và không cố ghét gì bạn đâu. Nhưng vì những cái tiếng cười thân yêu của các bạn khán giả Mơ Sướng, vì những cái vui vẻ vui nhộn các bạn khán giả Mơ Sướng, mình chấp nhận tạo nghiệp các bạn ạ. Mình sẽ phải tạo nghiệp ở trong trận đấu này. Chắc chắn tăng thằng La Vi, mình thề luôn, nó mà biết mình ngoài đời chắc nó đấm mình chết luôn. À, chà, La Vi đã bị tí mình giết các bạn nhá. Vậy thì phá này mình sẽ bắt đầu là giống như là đây. Không có chó thì bắt mèo ăn cơm các bạn. Á thằng rát, bình tĩnh các bạn ơi, chơi chiêu 2 này. Rồi, á cái thằng này chạy đi đâu? Ui giời, thằng này tốc biến ạ. Thôi không sao, mất chiêu 3 rồi, vậy thì tao phải lao vào La Vi này. Này là La Vi nha, mình sẽ nấp vào đấy này, chờ anh La Vi. Có ai không? Ôi giời, thằng này nó đen, thê nó đen, vai chạy ra luôn. Thằng này nó đen cực kỳ các bạn ạ. Tự nhiên này, vô tình nhìn được bí kíp các bạn ơi. Rồi bốn mạng nhá. Rồi ok, La Vi mình 5-4 mạng. La Vi vẫn chưa biết cái điều gì xảy ra đâu, nó vẫn chưa biết cái gì cả, nó vẫn không hề biết được rằng là trận đấu này mình sẽ ké nó. Nó vẫn là một người xạ thủ rất là hồn nhiên yếu đời, vẫn cứ chết và đi ra đường và không biết một cái gì cả. 3 giây nữa có chưa, 2 giây nữa, 1 giây nữa, bấm. La Vi đâu? Chờ nó này, các bạn bình tĩnh này, nó vẫn chưa biết cái chuyện gì cả. Thằng La Vi, ôi chết, cái thằng bao đúng nó thấy rồi, mất xa rồi. Ok, ta sẽ lượn vào cái búa sánh của nó này. La Vi đâu là La Vi rồi. Thôi, không có chó thì bắt mèo ăn cơm vậy. Thằng La Vi ở trên rồi, vậy thì mình giết thằng Murat là hợp lý các bạn nhá. Vậy thì sau 4 mạng, 5 mạng thì anh La Vi đã di chuyển lên đường trên, và cũng sẽ là cái lúc để mình sẽ di chuyển lên đường trên và mình sẽ đánh bắt nó bằng chết các bạn ạ. Và khuyến cáo tất cả anh em không nên học theo dưới mọi hình thức, từ đấu thương đến đấu rank nhá. Bởi vì khi tất cả các bạn chơi về một cái vị tướng Batman, các bạn không chơi tốt vị tướng này, late game các bạn sẽ rất là phế. Mà đã phế sẽ dẫn đến thua, mà thua sẽ bị ăn chửi và ăn deport các bạn nhá. Đấy, cho nên chúng ta không nên học theo dưới mọi hình thức, các bạn chỉ nên xem Mơ Sướng chơi thôi. Đấy,
Và các bạn thân yêu, nếu các bạn thấy hay clip này, các bạn hãy tặng cho mình một nút like, một nút share các bạn nha. Nếu cảm ơn các bạn thì hãy tặng cho mình một nút comment. Đây, mình phám xong, bây giờ thì sẽ kích hoạt chiêu 3 và đi săn lùng các bạn nhé. Chơi mình phám xong một cái. Đấy, và cho mình cảm ơn các bạn, trong thời gian qua mình đã bỏ bê các bạn rất nhiều và bây giờ mình đã comeback, mình đã quay trở lại các bạn đấy. Mình sẽ cho ra một cái bộ nắm gọi là sản phẩm, gọi là siêu phẩm, đó chính là Batman này. Không cho xạ thủ chơi game này, không cho thằng mid chơi game, không cho thằng rừng chơi game, không cho thằng top chơi game. Nếu các bạn đón nhận một clip này của mình thì mình sẽ cho ra các bạn rất nhiều cái nội dung cực kỳ mới và hấp dẫn các bạn thân yêu nhá. Rồi, mình đã nhìn thấy thằng La Vi nhá, đã thấy thằng La Vi rồi. Bây giờ mình sẽ kích hoạt chưa ba lên này. Đây La Vi, La Vi, La Vi, La Vi, La Vi. Đấy, La Vi, La Vi. Ai rồi, đấy rồi, thôi ăn tạm được rồi, chưa ba. Ôi ôi, mình bận loạn quá các bạn rồi. Double kill, ấy thì Richter vớ vẩn. Đây rồi, chiêu 2, triple kill chắc chắn là triple kill. Ôi chạy, ôi. Rồi, mình chuẩn bị ở chỗ 3 vào giết thằng này luôn. Đấy, qua đã cứu nào, qua đã cứu chắc chắn. Ôi, qua đã cứu nào, thằng ấy hết chỗ 3 đây. Đây. Trời, chạy đi đâu các. Ui giời ơi. Mắt đâu không? Làm gì có tiền mà mua mắt đâu các bạn. Làm gì có tiền đâu các bạn. Hiện tại thì mình phải chốt La Vi còn 5 mảng các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ nắm giấy được hôi chiêu bá này. Các bạn đến nhớ rằng Batman ở cái phiên bản này thì cái chiêu bá nó hôi rất nhanh nhá. Cho nên các bạn thá hô mà lườm, mà nhặt, mà lùm cái thằng xạ thủ là tốt. Đấy, rồi cái quạt chiêu bá và chúng ta sẽ đi tìm. À từ, mình đi chơi mình một chút các bạn nhá, bình tĩnh. Rồi, ok, lùm và nhặt này. Ui dồi. Rồi, phán này về bán bộ xanh. Ôi đừng trên cái rồi mình thấy La Vi ở trên nhá, thấy La Vi ở trên nhá. Bởi vì có mất mana chưa ba nó hôi rất là nhanh nên các bạn không cần phải kiểm nó đâu. Khi nào các bạn lên level 15 nó chỉ còn 50 giây là có chưa ba thôi. Rồi mình thấy thằng Murat trong đây, thằng mid rồi, thằng La Vi ở trên nhá. Mình chờ 3 giây, 2 giây, 1 giây. Let. Từ từ bình tĩnh. Phá này mình vẫn chưa bẩn dung các bạn ạ, vẫn chưa bẩn dung lắm. Đấy. Rồi phá này mình ăn bùa nhá. Thằng La Vi vẫn ở trên, mình muốn lên lắm rồi các bạn ạ. Nhưng từ từ bình tĩnh một chút. Rồi ok. Quá rừng nào. Đi vào sống là thằng La Vi chắc chắn sẽ ở trong rừng. Một là rơi, không ăn rơi à. Đấy rồi. Bay vào luôn. Chiêu 2 lên. Ôi giời ơi, rồi chết rồi. Ôi giời rồi anh La Vi rồi. Thực sự trận đấu này thì mình các bạn phải hiểu một cái câu. Ôi giời. Rồi ngon rồi, không có chó thì bắt mèo ăn cơm cũng được các bạn ạ. À, không quan trọng đâu. Rồi nổ cái tạch. Rồi ok, hiện tại mình có cái đá của mình là 1102 các bạn nhé. Đấy. Rồi chuẩn bị thằng La Vi mình 10 giấy nữa thôi thì mình bây giờ sẽ tìm thằng nào được, thằng nào màu giấy. Đây là rát nha. Rồi ok, hay quá. 21-20 giấy sẽ hôi và thằng La Vi đã đá rồi. Đấy, phá này bình tĩnh các bạn ấy, mình sẽ bắt đầu đi tìm. Thôi bắt thằng này tạm đi, không có chó bắt mèo ăn cơm, không có chó thì bắt mèo ăn cơm cũng được, không quan trọng đâu. La Vi ở mid nhá, 7 giây hôi chưa má này. Bình tĩnh, giá ta, từ giá ta ơi. Anh chơi như thế là anh giết người đấy, bình tĩnh thôi. Rồi các bạn chơi thế này thằng La Vi làm gì giảm lão lên nữa các bạn. Rồi thằng Murat ở dưới nhà này, Murat các bạn này, các bạn sẽ thằng Murat nhá. Rồi, rồi chạy nó con sâu. Ôi giời chết rồi, nó hack nào mình này. Hack rồi thằng này. Ơ không bay bè. Không bay bè chết. Ui giời. Ui giời. Các bạn đã thông cảm cho mình cái chiêu 2 mù mắt quá. Rồi chiêu 3 này La Vi đâu. Thằng La Vi trong trụ nhá. Các bạn bình tĩnh nhá. Từ. Lùi sai rồi. Bình tĩnh nhá thằng La Vi này. Đây. La Vi. Từ. Phá này 4 thằng vào đổi mảng các bạn ạ. Với cái phương châm là bất tử cho nên mình sẽ không bao giờ vào dưới mọi hình thức. Ui giời. Hết pin rồi kìa. Đấy các bạn thấy chưa. Rồi bình tĩnh nha, thằng La Vi mày chết có tầm 6-7 mảng thôi. Mình phải chốt cho nó 10 mảng các bạn ạ. Bình tĩnh, nó thấy sai mình rồi. Phá này, ôi hết chưa má rồi, không vào được rồi các bạn ạ. Phá này không vào, rồi ok. Bây giờ là một cái thế rất là khó cho mình. Bởi vì thằng La Vi nó sẽ nấp ở trong nhà nó ấy. Và bây giờ không có cách gì để mình bay vào cả. Chỉ bằng mình sẽ về ăn con búa sánh này và cho đồng đội của mình chết. Khi đồng đội của mình chết thì lúc đó mình sẽ lao lên các bạn nhá. Rồi bình tĩnh, let's go. Các bạn thân yêu ơi, đừng quên rằng nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một nút like, một nút comment để cho mình động lực nhá. Nếu các bạn yêu thích cái cẩm nang này vui vẻ thì mình sẽ dành tặng các bạn những cẩm nang này mỗi ngày. Và đừng quên rằng các bạn hãy tặng cho mình một like và một nút comment nhá. Nếu bạn nào lỡ xem clip này rồi thì các bạn hãy nền cho mình lại một nút like và một nút chia sẻ các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên comment nhá. Rồi, let's go, một phút quảng cáo. Đấy, một phút quảng cáo thôi.
Thằng Labi ở nhà các bạn nó đánh rất là chắc rồi. Thằng này chơi thế này đi nghỉ các bạn ạ. Nó đánh cực kỳ chắc đấy. Đây rồi lên lên thằng này lao lên. Bình tĩnh. Đấy. Ôi trời. Thằng rác nó sút vẩn mất dính mình kìa. Đây là Labi này. Thằng rác tao chơi mình luôn. Tao ghét cái mặt. Vơ vẩn đấy. Đây. Ôi giời gần chết ạ. Thằng Labi nó mạnh được các bạn ạ. Vậy thì dù trận đấu này mình ăn được 15 màng nhưng mà cái tính chất thằng Labi nó vẫn sống được, bởi vì các bạn phải hiểu là khi thằng xạ thủ đây rồi sống rồi chết rồi may quá, khi thằng xạ thủ nó biết cái ý đồ của mình rồi thì chắc chắn các bạn phải hiểu nó ở trong nhà thôi chứ nó không đi ra đâu. Thật ra phần này mình sẽ bê về các bạn nhé, mình sẽ về một chút. Và trận đấu này thì trải qua phút thứ 11 rồi, mình có KDA 15-03 và mình sẽ giữ bớt từ cho đến cuối trận đấu nhá. Rồi cho mình cảm ơn các bạn, nếu các bạn cảm thấy clip có gì đó không hay hoặc gì đấy, các bạn hãy đóng góp ý kiến mình bằng những cái comment cực kỳ thực tế các bạn nhá. Và đừng quên rằng các bạn mình đã quay trở lại hướng dẫn các bạn những clip thật hay rồi, các bạn đừng ngần ngại comment những cái gì các bạn thích nhá. Rồi mình sẽ bắt thằng Labi một phá cuối cùng và trận đấu sẽ kết thúc các bạn ơi. Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhá, cho mình một ý kiến các bạn ơi. Đây Labi này, trời ơi. Rồi chết hay quá. Ok, theo mình nghỉ clip đến đây là kết thúc rồi. Và mình xin chúc tất cả các bạn có một buổi trưa chiều thật là mát mẻ và vui vẻ. Và mình sẽ gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tất cả các bạn ơi, mai yêu.